nhưng mà đá nó xấu quá, Rồi. nó không hợp. Vâng. Rồi, ok nhá. Em uống với anh chén nào chứ nhỉ? Vâng. Hả? Em uống với anh chén nào? Vâng, vâng, quá thế nhá. Uống rồi lại không. À, tưởng cho uống thì bây giờ vào uống để mà cắt cây. Chờ khoảng 4 rưỡi 5 giờ không ngồi cơ. Chưa giờ được rồi. Sóc Sơn vào sáng rồi gì đi. Này đi đâu rồi giờ mới về đây? Đi Sóc Sơn. À. Bưu lắng từ trưa thì cái lang đại mà được. Lượn nhỏ nó có cái giá trị của nhỏ nhỏ như con vỗ nhỏ nó có giá trị của nhỏ. Cây này thì rất là nhỏ, tức là bonsai tầm trung, nhưng mà nó để mà nói là chơi được rồi, đúng không anh Tuấn Anh? Cây này thì vẫn chưa nhiều răm cho lắm, chết vì chết răm nhiều, tại vứt đợi đấy vứt ở trên nóc trần quá chưa nhiều răm cho lắm. Mang của hôm duyên này còn có lá chứ, nhưng mà sau đợt này em bảo đổi cân thịt bò em đổi nhìn trông sau đợt này tỉa thì để nuôi thì sẽ ra thêm nhiều. Cái này nhiều răm thêm tí nữa nhìn sướng lắm. Cái này mình nhiều để cửa nhà, để trong bàn uống nước đẹp. Hỏi Tuấn Anh nè, đúng không anh Tuấn Anh? Ở đây cái ông gì mà đi cùng anh Dũng giá 24 triệu cả. Đấy giờ nói không tin. Mày lửa hôm qua. Chí giả đây, bán nào? Anh thấy chưa? Bảo bây giờ bán không? Bán gì? Chuyển bán thì để em mua 2,4. Hay phết, này lái cả sạc chơi cây. Rồi phết rồi. Vụ này là vụ ngày xưa mua 1,000,000 đấy, có hơn 1,000,000. Ngày xưa mua hơn 1,000,000 giỏi, mua được. Chạy đứt hết cả dép bố ạ, gọi là oánh ba cây đuổi chạy gần chết. Mua được cây này hơn 1,000,000 giỏi. Hách tiền tỷ bắt đầu vào. Quen, ông anh. Nhìn đẹp không anh ạ? Thế vừa đỗ ngoài kia rồi. Vâng. Đâu em đỗ đâu? Thì xe đỗ ngoài kia. Thế mà mình nhận ngay. Không thường mấy tranh chứ. Dưới nhà à? Xuống cân đi. Ông già dưới đây đây. Ông mới bà dưới đây. Alo. Tưởng khách có mua cây. Anh Hà vào. Đang bảo. Ờ, thế nào đâu ấy? Của khỉ. Cây thì mới có giá chứ còn bún yến thì giá ra rõ rồi. 10-20 phút nào đá thì ăn hỏng người. Cái này là bị chết răm rồi, chết răm nhiều. Đấy, đói ăn nóng quá sợ. Cái điều khiển được nó quay. Ừ. Thế cái này phải sạc đi đúng không? Ừ, sạc cái này chỉ được tay cầm là chỉ được 3 tiếng thôi. Pin đắt lắm anh ạ, pin 1,2 triệu. Đắt tiền ở chỗ đấy. Vâng, tay cầm nó cũng đắt. Rút được rồi. Mà cái này có nó chống rung luôn. Vâng, vâng chống rung. Thì chính vì chống rung mình cầm. Nó mới đắt tiền ở chỗ đấy nhỉ. Cái này cứ vừa chạy vừa quay thẳng. Xem nét lắm anh ạ. Quay điện thoại nét lắm. Xem trên mạng nét. Nhìn cái điện thoại bao chấm kia rồi. Con này đúng rồi, con này mình nhiều răm thì tuyệt vời. Này, cái này cắt hết sạch sẽ, trụi hết rồi đâu nữa. Làm gì có keo hàn. Ông có keo cây, em thì có keo dép đâu. Quay này à? 52. Cần nắm ra cái kia gỡ một cái dây thép ta xiên vào cho mày còn đi. À, chỉ có keo cây gì có keo dép. Để thép đi rách chân đấy, độc xui dại. À nhiều xuyên vặn ngửa lên trên nhỉ. Xong này kiếm cái bông hoa nhựa.
Đĩa ra như là lắp lên là sao? Nhưng mà mình cũng không hiểu là tại sao ông Duyên này ông không chơi rêu nhỉ? Cây như thế này tại sao ông không cho nhiều rêu ra? Mình không nhìn này, tao vừa bóc hết đĩa. Bóc đâu, ông hâm mà. Rêu đầy bóc đấy. Đi cậy ra rồi. Rêu đầy đấy. Đâu, cậy đấy, cậy đấy, cậy cái đất đấy, đất à, nó thối. Tí nhớ hẳn cây lên xong rồi móc ra nhỉ? Ôi, cây này tí nữa. Còn nếu mà cây rêu mà phụt máy bơm hay là nó trơ hết thì dễ. Ừ, phải trơ ra nó thôi. Trơ ra. Là đẹp. Càng trơ dễ ra. Cái máy xịt quần xịt xe xịt. Đấy, nhìn mới đẹp được. Con cá ba răng này. Hồi rũ hết cả dễ. Không, thật cho trơ hết này. Thế người ta phải vét hết cái này. Không, nó đúng rồi mình á. Để nó lộ dễ ra. Cái này vào nó đủ ăn, dâu ria nó ra đây, còn có cả quả. Lộ những cái rễ kia ra. Nhìn. Con này mà nhiều răm này. Nhìn đẹp. Đấy, chỉ tầm thích chơi. Anh bảo là phải khiến cái này đi anh Tuấn Anh. Không, tí nữa anh cứ cắt này xong tí anh ngắm anh cắt dần. Ai, ông Thực mình mua cái này trước, ông Thực mua cái sau của nó. Gì làm đậu cái này nhỉ? Không làm đậu rồi. Hết rồi. Phải đi ra chỗ ấy mua đậu ấy này. Vào bà chấp nữa khoa hảo lên thôi. Tí nữa. Mua nhiều. Chục cái tưởng mua 50-60 cái để ship taxi nó trở ra. Là đây mua cái này trước xong Thực mua của nó cây sau. Cái nào? Thực mua, mình mua trước thì nó ông Thực lại mua sau. Tại hôm mình đánh bạc nó vay của mình. Mình ở đéo có tiền thôi, chuyển sang cây. Ừ, đã chưa chứ nợ, chứ mẹ đâu. Đá cây 1,5 triệu giản 1,8 triệu thì hôm ấy 3 cây được. Thế là cái này là tiền 3 cây rồi đó. Cái này là tiền 3 cây. Thế thì tí nó lại phải cắt cây theo kiểu tiền 3 cây. Để xong cho nó mà xong anh Thực anh mua của nó sau được cái chậu còn đẹp hơn rồi. Cây nào? Đấy, bố phải biết. Tùng hôm nọ dám mua cây 8 triệu. Đất góc vườn. Bố mày mua cái cây của Tuấn mới là ngon nhỉ. Yeah. Tuấn cây có mấy triệu? 6 triệu. Tuấn 8 triệu. Cái cây làm móng ấy anh 8 triệu. Tuấn anh bán cho cái thằng gì ở trên làng cây nhỉ? Khích khích. Xong rồi đánh tháo đấy mua nữa. Không phải là đánh tháo. Mà nó hay không đánh nhau. Nó giả nèo nèo gì ông Tuấn cãi nhau. Ông Duyên bảo thôi để bán cho tôi. Nó giả 6 triệu, ông Tuấn đòi 7 triệu. Nó mua nó cuối cùng ông Duyên ông giả hẳn 8 triệu. Một thằng này nó cứ lò mò nó mua được của ông. Alo. Ông Tuấn đòi gửi cây gì nhỉ? Không, cái cây mà bò ăn cây đá mới đẹp. Nhìn cây đấy cũng mềm. À, xong mình lại bao bánh anh chở anh đi bao bánh anh chở về cho cây đấy đẹp. Có 6 triệu. Đấy, thì luôn làm cây mini. Nhanh tưởng nhanh xanh nhưng hôm nay có là rú ấy. Ánh là sống rồi. Xanh là về dêm lại ra đi này. Là ra gì? Đấy, tí cắt cái này ra là không phải ươm rồi. Ra đi. Gà tre có mấy đôi gà tre? Mấy con? Mười mấy con á? Đó đã loại nào thịt được chưa? Thịt gà chơi, thịt. Gà mái với gà sống. Bí. Alo. Bây giờ ăn bao nhiêu triệu rồi mà mai anh chuyển lên 10 triệu? Chứ là lo thì ăn lại nát. Nếu mà đợt đấy nó mai chuyển cho em 10 triệu này đẹp. Mà lại còn hôm nay nữa, hôm nay ví dụ dư âm một tầm chục nữa thì cái này toàn ông Duyên ra ông cắt đi. Dạ, nha. Dạ. Nhà chỉ cần vài cây này thôi, cần nhiều. Không, đấy là chỉ để chỗ ấy thôi, còn nếu mà sân rộng thì để vài cây này. Nay mai sau cưới thằng Tít nhờ em thì đéo biết bánh cỗ đâu. À? Cây cước đầy. Lại chuyển ra đường có đéo gì mà. Tại thuê ca cẩu ấy. Không, đầu lại chuyển ra đường ấy có gì đâu. Cây này cứ 10 ông là khênh được cái chậu kia chứ gì. Không, không, nặng lắm. Bây giờ đéo ai khênh bằng người. Bác một cười, lúc ấy cứ ok được hết. Giờ cứ phải xe, nói thế bây giờ không khênh được đâu. Mệt lắm. Mà thậm chí còn hỏng cây. Ngày xưa thì khay chỉ có cái xe bây giờ là kích kích ấy, ngon nhỉ. Đấy. Chả có thì quê. Cùng làm cái ngoặt ra. Nước mắt. Khay được cái chậu kia gì. Không, không, nặng lắm.
Bây giờ thì ông anh khinh bằng cười. Bác bằng cười, lúc anh cứ ok là hết. Giờ cứ bị xe, nói thế bây giờ không khinh được đâu. Mệt lắm. Mà thậm chí còn hỏng cây. Ngày xưa thì khinh. Chỉ có cái xe bây giờ nó kích kích ấy, ngon nhỉ. Đấy. Chả có thì quê. Cái ngoặt ra. Nước mặt thì